Câu chuyện Jack bất ngờ tung ra đề một ca khúc đom đóm gần đây đã khiến nhiều người không khỏi chú ý. Tuy nhiên, không ít thắc mắc đã được đặt ra khi Virus bỗng nhiên là nhân vật bất ngờ xuất hiện trong ồn ào của KICM và Jack. Có ẩn khuất gì? Hãy cùng lắng nghe Virus tiết lộ lý do nhé! Virus mới đây đã cho đăng tải một đoạn clip khá dài giải thích tất cả những thắc mắc được đặt ra trong thời gian gần đây. Anh cho biết bản thân dù không thường xuyên gặp gỡ Jack, nhưng tình cảm mà mình dành cho nam ca sĩ rất đặc biệt, thế nên luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chắc chắn ngoài kia có rất nhiều người có thể giúp Jack, nhưng khi em ấy đã tin tưởng chọn mình thì mình rất trân trọng và sẵn sàng giúp đỡ em ấy lúc gặp khó khăn. Nam streamer cũng khẳng định bản thân không hề hám fame hay câu kéo bất kỳ lợi nhuận nào từ bản demo đom đóm của Jack. Quan trọng là anh em giúp nhau lúc khó khăn thôi. Bên cạnh đó, đoạn trò chuyện bị rò rỉ trên mạng trước đó hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn nhờ mic thu âm, không phải là chiêu trò đã được lên kế hoạch. Virus cũng khẳng định với khán giả và người hâm mộ của Jack rằng ngoài Facebook ra thì nam ca sĩ không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào khác. Tất cả những kênh YouTube đăng tải demo đom đóm ngoài Virus đều là giả mạo và không hợp pháp.